Xin chào quý vị và các bạn đang đến với kênh tin mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ hôm qua có nơi trên 20 mm, như là ở Đắk Sin, Đắk Nông 24,2 mm, phường 3 Bến Tre 24,6 mm và Nối Sập An Giang là 23,4 mm. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ khoảng 10 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Mưa sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối. Ngoài ra, từ chiều tối và đêm ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa và có dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày kia, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng gia tăng, cục bộ sẽ có nơi có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Tiếp theo là tin cập nhật dự báo mới nhất về bão Guchon và áp thấp trên Biển Đông. Thưa các bạn, theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất vào hồi 15 giờ ngày hôm nay của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, bão Guchon tên địa phương là Chizen tiếp tục suy yếu trong khi tăng tốc ra khỏi đất liền Philippines trước rạng sáng cùng ngày. Nhưng gió mùa Tây Nam đang tăng cường, dự kiến vẫn sẽ ảnh hưởng đến các vùng. Sức gió duy trì tối đa của bão Guchon đã giảm thêm từ 140 km xuống còn 130 km/h và đỉnh điểm là 150 km/h. Sức gió giật của bão giảm từ 170 km xuống 160 km/h. Pagasa nhận thấy là bão Guchon đang hạ thấp trong ngày hôm nay hoặc là vào sáng sớm ngày mai. Đến 4 giờ sáng ngày mai, dự kiến bão sẽ cách cực Bắc Luzon, Philippines khoảng 990 km về phía đông, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ nhanh hơn một chút là khoảng 20 km/h so với 15 km/h trước đó. Dự kiến bão sẽ tăng tốc về phía đông bắc và ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng sớm ngày mai. Do ảnh hưởng của bão Guchon nên biển động ở cực bắc của Luzon, Philippines sẽ là từ trung bình đến mạnh. Pagasa khuyến cáo các tàu nhỏ nên thực hiện các biện pháp đề phòng vì sóng có thể cao từ 2 đến 3 mét. Chizen là tên gọi của bão Guchon, là cơn bão nhiệt đới thứ 3 của Philippines trong năm 2023 và là cơn bão đầu tiên trong tháng 6. Pagasa ước tính sẽ có một hoặc là hai cơn bão nhiệt đới trong tháng này nữa. Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết, vào hồi 16 giờ chiều nay, vùng áp thấp ở trên khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng là từ 19,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông, cảnh báo ở trên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và sẽ ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong hôm nay, ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến từ khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ như là ở Bắc Mê, Hà Giang là 38,6 độ, Bảo Lạc, Cao Bằng 37,9 độ, Chợ Rạ, Bắc Cạn 37,8 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến lúc 13 giờ hôm nay là từ 45 đến 65%. Dự báo ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong từ 24 đến 48 giờ tới vẫn tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ khoảng 45 đến 60%. Từ khoảng ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong những ngày nắng nóng và lúc chiều tối ở khu vực Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn nên đề phòng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên sẽ có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do bị sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý là nhiệt độ dự báo cho các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ và thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện bề mặt như là bê tông hay là đường nhựa. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển sáng nay, cho thấy vùng áp thấp tại vịnh Bắc Bộ ít dịch chuyển trong 6 giờ qua. Dự báo, đến sáng mai vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo dưới tác động của vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Hình thái thời tiết trên làm ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền. Trong hôm nay, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khiến vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cũng trong thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m biển động. Trên đất liền, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.